Anh em hiện tại đang bán cho em trai cái bầu lọc gió của con này, thì nó sẽ chung với toàn bộ dòng 110SL này, 110XL đấy, 75SL hoặc là 3,5 nhập khẩu máy điện các bạn nhé. Con này máy điện, hàng Mega máy điện đấy, mới đét xin sò luôn, mô bít luôn, mới đét xin sò mô bít anh em nhé. Đây mã đây các bạn này, đấy, anh em để check mã này, đây tem mô bít chính hãng này đấy, ok cho anh em. Anh em mua lọc này thì nó sẽ có hai kiểu, một là các bạn mua chung cả lọc luôn, đây, bao gồm cả lọc bên trong. Hai là anh em mua lọc không thì các anh phải nói với mình nhá. Đấy, một là anh em mua thân lọc không này, hoặc là các bạn có thể mua đáy không, đáy hay không này, nó sẽ bán rời anh em nhá, bán rời ba bộ phận, một là thân không, hai là đáy không và ba là lọc không. Còn là anh em mua cả bộ combo như này thì tùy. Đấy thì bên người hàng người ta sẽ bóc tách cho anh em, như bên mình sẽ bóc tách ra. Đấy, anh em nào mua thân thì mua thân này, mua đáy thì mua đáy này, hoặc là hỏng lọc thì mua lọc này. Đấy, hàng xịn 100% chính hãng Mobit nha anh em nhé. Đấy, các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Mobit xịn 100% luôn. Đấy, anh em có điều mua mình nhé. Số điện thoại đây. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều.